Giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 12, làm dịu áp lực. Ở chương trước, tôi đã trình bày hai khía cạnh khác biệt của sự thờ thần tượng, sự phản nghịch và sự tham lam. Giờ chúng ta hãy liên kết nó lại, vì nó hay đi với nhau, và hãy tìm hiểu xem nó dính với nhau như thế nào. Làm thế sẽ giúp chúng ta xem xét kỹ hơn về điều gì khiến cho một tín hữu bị nhiễm chất diệt siêu nhân thuộc linh. Một viễn cảnh khó khăn. Một lần nữa hãy xem xét vua Saul. Ông không thỏa lòng để ở trong ý muốn của Chúa. Sự cứng đầu của ông khiến ông tiêm nhiễm thói tham lam. Lỗi lầm đầu tiên của ông được ghi lại không phải là với dân Amalek, mà nó đã xảy ra trong giai đoạn đầu cai trị khi ông đối diện với dân Philistine. Những kẻ thù này của dân Israel đã tập hợp một đội quân đông đảo gồm 3.000 chiến xa, thời đó nó giống như những chiếc xe tăng, và rất nhiều lính bộ binh. Chúng đông như cát biển và chúng đóng quân tại Mít-ma và sẵn sàng tấn công. Quân đội của Saul nếu ví sánh thì chẳng là gì so với kẻ thù. Đó là đội quân mới thành lập và vẫn đang đứng trên đôi chân của mình. Chúng ta đọc nha. Khi dân Israel thấy tình thế nguy kịch vì bị quân thù siết chặt, họ trốn trong hang động, bụi rậm, gành đá, mồ mả và hầm hố. Một số người Hy Bá băng qua sông Giô-đan đến xứ Gát và Gala-át. Trong Sa-mu-ên nhất đoạn 13 câu 6 và câu 7 chép. Bạn có thể tưởng tượng được áp lực đặt trên Saul không? Giả sử bạn là lãnh đạo, tướng chỉ huy và là vua, và quân đội non trẻ của bạn đang đối diện với một quân đội dày dạn kinh nghiệm, hùng mạnh và đông đảo hơn nhiều. Cơn ác mộng tệ nhất của Saul đang phơi bày ngay trước mắt ông. Binh lính của ông bắt đầu xin nghỉ không phép. Tuy nhiên, sự cứu viện đang đến. Tiên tri lão thành Samuel đã được lên lịch sẽ đến ngày hôm đó và dâng của lễ cho Chúa. Việc này sẽ lên tinh thần của binh lính đối với sự lãnh đạo của Saul và mang lại cho họ lòng can đảm để đối diện với cuộc chiến. Tuy nhiên có một vấn đề. Chúng ta tiếp tục đọc trong Samuel nhất đoạn 13 câu 8 và câu 9 nha. Vua Saul chờ đợi 7 ngày theo lời ông Samuel dặn, nhưng ông vẫn chưa đến Gilgal. Binh sĩ khởi sự rã ngũ và vua Saul truyền: "Hãy đem tế lễ toàn thiêu và tế lễ liên hoan đến cho ta." Và vua dâng tế lễ toàn thiêu trong Samuel nhất đoạn 13 câu 8 và câu 9. Với mọi người rõ ràng là Saul không được Chúa ủy quyền để dâng của lễ. Hành động này chỉ dành cho thầy tế lễ. Đó là Samuel, vừa là tiên tri vừa là thầy tế lễ nha. Công bằng mà nói thì trong một hoàn cảnh chịu áp lực như thế, Saul và các đầy tớ của ông có thể đã nghĩ hoàn cảnh éo le cần hành động quyết liệt. Thế nhưng Samuel sắp sửa chấn chỉnh lại tình trạng lộn xộn về vấn đề này. Vua vừa dâng tế lễ toàn thiêu xong thì ông Samuel đến nơi. Vua Saul ra đón tiếp ông. Ông Samuel hỏi: "Vua làm gì vậy?" Vua Saul đáp: "Con thấy binh sĩ bỏ con đi tản mát và ông cũng không đến theo như đã hẹn. Ngoài ra dân Philistine đã tụ tập tại Mít-ma. Bây giờ con nghĩ quân Philistine chắc sẽ kéo xuống Gilgal đánh chúng con mà chúng con chưa cầu xin ơn Chúa, nên con buộc lòng phải dâng tế lễ toàn thiêu." Ông Samuel bảo vua Saul: "Vua cư xử thật dại dột, vì vua không tuân giữ mạng lệnh mà Chúa là Đức Chúa Trời vua đã truyền cho vua. Nếu vua vâng lời Chúa, Ngài sẽ lập ngôi vua vững bền đời đời trên nước Israel. Nhưng bây giờ, ngôi vua sẽ không bền. Chúa đã tìm cho Ngài một người theo ý Ngài, và Chúa sẽ lập người đó lên lãnh đạo dân Ngài, vì vua không tuân giữ mạng lệnh Chúa." Samuel nhất, đoạn 13, từ câu 10 cho đến câu 14. Đây là điều các tiên tri hay làm.
chấn chỉnh lại tình trạng lộn xộn bằng cách đem chúng ta trở lại với những lời Chúa truyền bảo. Trong những lúc khó khăn, người ta có thể dễ dàng quên điều Chúa muốn. Nhưng hành động bất an và bất mãn của Saul đã chuyển tải cho dân Israel rằng chính những lúc khó khăn sẽ cho chúng ta quyền lựa chọn vâng lời Chúa là điều tốt nhất hay là không. Nói như vậy thì cũng không chính xác lắm. Vâng lời Chúa luôn luôn là điều quan trọng nhất, dù thời thế có như thế nào đi chăng nữa. Đúng không quý vị? Sự bất an của vua Saul đơn giản là sự biểu lộ về sự thiếu thỏa lòng của ông. Ông muốn mọi thứ xung quanh ông ở dưới sự kiểm soát của ông. Nhưng hoàn cảnh lại vượt xa tầm kiểm soát của ông. Ông không thích áp lực mà ông đang gánh chịu và muốn giải quyết vấn đề ngay và liền. Sự không thỏa lòng đã xui khiến ông muốn có sự an thân ngay. Đây là lẽ thật mà tất cả chúng ta cần phải nắm bắt. Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta thường đối diện với nghịch cảnh, khó khăn và thử thách. Chúa Giê-xu đảm bảo điều đó. Trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn, Giăng đoạn 16 câu 33. Nghịch cảnh xác định sức mạnh của đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta thấy đức tin của mình suy giảm, nếu chúng ta thấy mình thiếu hụt đức tin, đó là lúc hãy kêu cầu với Chúa, tìm kiếm lời Ngài và đến với Thánh Linh. Nếu chúng ta làm những điều này, kết quả là chúng ta sẽ chiến thắng thử thách với sức mạnh đức tin lớn hơn trước. Đức tin của chúng ta là một tài sản quý giá, quý hơn bất kỳ tài sản nào trên đời. Hãy suy nghĩ về điều đó như thế này. Nếu ai đó chào mời bạn một kế hoạch kinh doanh an toàn và cung cấp vốn liếng để đầu tư, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Bạn có than phiền rồi nói việc này quá khó hoặc là quá nhiều công việc, hay bạn lập tức nắm lấy cơ hội và bám lấy kế hoạch an toàn đó? Chắc chắn chúng ta sẽ ra tay và mong đợi sẽ gặt hái thành công. Điều này không khác biệt với những gì bạn đối diện nghịch cảnh quá sức của bạn. Và hãy tin tôi, Chúa sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ có những cơ hội này. Không phải vì Ngài muốn làm bạn thất vọng, mà để bạn có thể nhận phần thưởng là đức tin lớn hơn. Một viễn cảnh khó khăn khác. Hãy xem David, một con người tương phản với Saul. Ông thậm chí đối diện một sự thách thức còn khủng khiếp hơn. Ông và 600 người bạn còn lại của ông đã bị từ chối. Đó không phải là một ngày tốt lành, nhưng sắp trở thành chuyện rất tồi tệ. Họ trở về nhà tại Siklag, nhưng phát hiện ra trong lúc họ đi vắng, thì người Amalek xâm lược và cướp tất cả những thứ gì có giá trị, vợ con và tài sản của họ. Và chúng đốt bỏ toàn bộ những thứ còn lại. Chẳng còn lại gì hết. Bạn có tưởng tượng được cảm xúc của David không? Ông đã lẩn trốn trong các hang hố và sa mạc tại Israel hơn 12 năm. Ông không thể gặp gia đình của mình hay bạn bè thời thơ ấu, hay dự một buổi nhóm thờ phượng và làm những công việc của cộng đồng hay dự các sự kiện quốc gia trong suốt thời gian này. Ông phải lẩn trốn và đôi khi phải trốn thoát những binh lính tinh nhuệ nhất đang làm nhiệm vụ là truy lùng dấu vết của ông. Ngoài những chuyện kể trên, giờ thì ông rơi vào tình cảnh rất nguy cấp. Đó là ông và các người theo cùng với gia đình của họ đã ẩn náu ở một nước ngoại quốc trong 2 năm. Việc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Phần thưởng của sự phục vụ Chúa ở đâu? Có vài lần David đã có thể ra tay giải quyết vấn đề này bằng cách giết chết vị lãnh đạo Israel mà Chúa đặt David phải đầu phục. Làm như vậy sẽ làm giảm áp lực và chấm dứt sự hoạn nạn của ông. Nhưng ông đã trung tín, kiên trì và duy trì tình trạng thỏa lòng suốt 14 năm. Hãy dừng ngay đó và suy nghĩ về điều này. Bạn đã bao giờ thấy mình muốn bỏ cuộc sau 3 tuần gặp khó khăn không? Nếu như vậy, 3 tháng hay là 3 năm gặp khó khăn thì sao? 3 năm là một thời gian dài để trải qua thử thách liên miên. Tuy nhiên, khi so sánh với điều mà David đã chịu đựng, thì nó không là gì cả. Khoảng thời gian thử thách của Saul tầm có 1 tuần. Nhưng ông đã bỏ cuộc.
Ông chọn theo đuổi sự tôn trọng và địa vị trong con mắt của binh sĩ của ông bằng cách không vâng lời Chúa. Ông đã chọn lối hành xử mà vừa làm giảm áp lực cho ông và vừa cất nhắc ông lên. Ông đã không chờ đợi sự cất nhắc chỉ đến từ Chúa mà thôi. Trở lại với câu chuyện của David, ông và người của ông trở lại Siklag và phát hiện tất cả những gì họ yêu quý và có giá trị đều không còn. Khi phát hiện điều này, David và người của ông đã than khóc cho đến khi cạn kiệt sức. Có thể David nghĩ ông đã chạm đáy rồi, nhưng vẫn còn nữa, một khó khăn lớn khác nữa sắp xuất hiện. Bấy giờ, những người theo ông, 600 người bạn còn lại mà ông có được trên đời này, đâm ra căm phẫn và họ muốn giết chết ông. David lâm vào tình cảnh rất nguy kịch vì tất cả các binh sĩ đều cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái mình nên bàn chuyện ném đá chàng trong Samuel nhất đoạn 30 câu số 6. Trong hoàn cảnh khủng hoảng của mình, binh lính của Saul rời bỏ hàng ngũ. Ông cảm thấy cô đơn, rất cần lời trấn an, niềm kính trọng và danh dự. Nhưng ông đã tìm kiếm những thứ này bằng cách thỏa hiệp mạng lệnh của Chúa. Ngược lại, những người theo David không rời bỏ ông, nhưng muốn giết chết ông. Hoàn cảnh của David khó khăn hơn nhiều hoàn cảnh của Saul. Sự không thỏa lòng của Saul dẫn tới việc ông muốn vứt bỏ áp lực thay vì tin cậy Chúa và chờ đợi tiên tri Samuel. Phản ứng của David thì rất khác biệt. Chúng ta đọc trong Samuel nhất đoạn 30 từ câu 6 cho đến câu 8 nha. David lâm vào tình cảnh rất nguy kịch vì tất cả các binh sĩ đều cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái mình nên bàn chuyện ném đá chàng. Nhưng David lấy lại can đảm nhờ Chúa là Đức Chúa Trời mình. David nói với thầy tế lễ Abitha, con ông Ahimelech, xin thầy đem ephod lại đây cho tôi. Khi thầy tế lễ Abitha đem ephod đến, David cầu hỏi ý Chúa, con có nên đuổi theo bọn cướp này không? Con có rượt kịp chúng không? Ngài đáp, hãy đuổi theo chúng, thế nào con cũng rượt kịp chúng và giải thoát các tù binh. Samuel nhất đoạn 30, từ câu 6 cho đến câu 8. David đã không cố gắng thuyết phục bản thân để trốn thoát khỏi chuyện này, cũng không đưa ra một kế hoạch đầy tự tin. Ông không nói, tôi hiểu rồi, tôi đã trung tín phục vụ Chúa nhưng chẳng được ích lợi gì. Tôi đã dâng cho Ngài những năm tháng tốt nhất của tôi. Chính Ngài đặt tôi phục dưới một ông chủ vô cùng bạo ngược. Chính Ngài là lý do thật sự khiến tôi trải qua cuộc sống như địa ngục này. David không bao giờ trách Chúa. Ông cũng không tham quyền cố vị. Trong lúc khó khăn, David có thể trả thù bằng cách giết Saul và tự cất nhắc mình lên ngai mà Chúa đã hứa với ông. Không, ông đã chờ đợi Chúa. Còn Saul thì không. David duy trì lối sống thỏa lòng của mình và chọn cầu hỏi Chúa trước. Sự giải cứu hay tiếp trợ của Chúa luôn luôn đến, nhưng không đến trước cái cơ hội khiến ta không vâng lời Chúa xuất hiện. Cũng như sự cám dỗ trong sa mạc, nơi mà Satan đã cho Chúa Giê-xu một cơ hội để thoát khỏi sự khó khăn này trước khi các thiên sứ đến và phục vụ Ngài. Thứ tự này hầu như luôn luôn diễn ra như vậy. Khi chúng ta sống trong chỗ thỏa lòng, chúng ta sẽ không tìm kiếm sự cung ứng hay sự cất nhắc của riêng mình. Trở lại với dân Amalek. Tiếp tục xem xét cuộc đời Saul, nhưng chúng ta chuyển sự chú ý sang vụ việc về dân Amalek. Theo trình tự thời gian thì việc này xảy ra sau khi Saul chạm trán với người Philistine. Điều gì đã thúc đẩy Saul không vâng lời Chúa liên quan tới dân Amalek? Tại sao ông ta tha mạng cho vua và giữ lại những con sinh vật tốt nhất trong khi Chúa đã phán quá rõ ràng? Một lần nữa,
Không có gì hơn ngoài hành vi tham lam bị thôi thúc bởi sự bất an và bất mãn của Saul với ý muốn của Chúa. Trước tiên, tại sao ông không tha mạng cho vua? Thắng được một quốc gia là một thành quả rất to lớn. Và trong thời đó, khi các vua chiến thắng cuộc chiến, họ thường bắt vua chiến bại về cung điện của mình. Có được một vị vua ngoại quốc mà bạn đã đánh bại xuất hiện ngay trước mặt mọi người, giống như có một chiến tích sống vậy đó. Mỗi lần bạn nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, việc này nhắc bạn nhớ về chiến thắng của bạn trên toàn bộ đất nước của hắn. Mỗi lần mà các quan chức và các đầy tớ trong hoàng cung nhìn hắn, việc này nhắc họ nhớ bạn là một người lãnh đạo đầy quyền lực. Nó đánh bóng cái tôi và niềm tự tin và vô cùng lợi hại, đặc biệt nếu bạn là một người lãnh đạo bất an. Thứ hai, tại sao không giữ chiên dê bò và lừa mập béo? Một lần nữa, cũng vì cùng một lý do, Saul khát khao sự tôn trọng và danh dự từ binh lính và dân chúng. Nếu ông cho họ những con vật mập béo của dân Amalek, việc đó được dùng như một sự nhắc nhở về tài lãnh đạo tuyệt vời của ông. Trong thời gian tới, họ sẽ hồi tưởng và hãnh diện về sức mạnh, về chiến lược và tài khôn ngoan của ông khi tấn công nước nào đã thua. Họ hiểu rằng Chúa ở về phía ông và việc đó sẽ khiến dân chúng không nghi vấn về thẩm quyền của ông nữa. Sự tham lam của Saul khiến ông liên tục muốn được người ta công nhận giá trị. Thật ra, sau chiến thắng này, ông đã lập bia kỷ niệm cho chính ông. Khi bị tiên tri đối chất vì sự không vâng lời, ông lại bận tâm nhiều hơn tới quan điểm của các lãnh đạo khác và của dân chúng, chứ không bận tâm đến việc ông đã không nghe lời Chúa. Xem trong Sa-mu-ên nhất đoạn 15 câu 30. Trong mắt ông, sự thiếu vắng Sa-mu-ên, vị tiên tri được tôn trọng nhất trong nước, sẽ giảm bớt danh tiếng của ông, đặc biệt sau khi Sa-mu-ên vừa mới sửa sai ông. Ông cần phải bảo đảm sự công nhận về tài lãnh đạo và thẩm quyền của ông, nhưng điều thú vị là Chúa đã ban cho ông những thứ đó. Ông khát khao sự tôn trọng, danh dự, sự làm lớn và thẩm quyền hơn mọi thứ khác. Sự khát khao này khiến ông trở nên phản nghịch để không làm theo mạng lệnh của Chúa. Nói đơn giản, ông không thỏa lòng trong ý muốn của Chúa. Cội nguồn. Bây giờ vấn đề trở nên rõ ràng rằng một thần tượng nào đó đã trở thành một nguồn cung cấp cho chúng ta bằng cách làm thỏa mãn những ham muốn của chúng ta. Điều này có thể xảy ra trong bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống của chúng ta. Thần tượng thay thế vị trí mà đáng lý thuộc về Chúa. Nó có thể là thứ gì đó mang lại hạnh phúc, niềm an ủi, sự bình an, sự cung ứng, thẩm quyền, sự tôn trọng, vân vân và vân vân. Nhưng Chúa phán như thế nào ạ? Trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu số 1, đừng làm cho mình các thần tượng. Chúng ta là những người làm ra thần tượng và không phải lúc nào nó cũng được làm từ đá, gỗ hay kim loại. Sức mạnh của thần tượng nằm trong lòng của chúng ta. Một thần tượng có thể là bất cứ thứ gì mà chúng ta đặt trước hết trong đời sống của chúng ta. Đó là những thứ mà chúng ta yêu mến, thích thú, tin cậy, thèm muốn và để ý nhiều hơn Chúa. Chúa bày tỏ cho vợ tôi là Lisa rằng sự thờ thần tượng là thứ mà bạn thu nạp sức mạnh cho mình hay là thứ mà bạn phí hết sức lực cho nó. Một tín hữu bị kéo vào sự thờ thần tượng khi họ cho phép tấm lòng bị khuấy động bởi sự không thỏa lòng và tìm kiếm sự thỏa mãn mà bỏ sự vâng lời Chúa. Sự thỏa mãn này có thể là con người, là nghề nghiệp hay bất kỳ hoạt động nào. Hy vọng là giờ thì bạn đã rõ sự thờ thần tượng còn hơn là việc giữ nhiều tượng chạm, tượng thờ, bàn thờ và đền miếu. Vì thật sự là sự thờ thần tượng đã giảm tới mức như thế đấy.
nên nhiều người bỏ qua những lời cảnh báo quan trọng của Kinh Thánh. Trong các chương tới, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển những gián giáp của sự thờ thần tượng và phát hiện ra nó rất phổ biến và nguy hại thế nào trong văn hóa Tây Phương ở thế kỷ 21 này nhé. Thực hành. Yếu tố cơ bản của sự thờ thần tượng là khi bạn thu nạp sức lực hoặc trao ban sức lực cho thứ gì đó hoặc cho ai đó mà không phải là Chúa. Một thần tượng trở thành nguồn cung cấp cho chúng ta hoặc là vật chất hoặc là con người. Thật không ngoa khi nói rằng đôi khi chúng ta phải từ bỏ một công việc nào đó bởi vì chúng ta cần học tin cậy Chúa tiếp trợ cho chúng ta thay vì mong chờ ông bà chủ. Nhưng chúng ta cần nhận biết rằng Chúa tiếp trợ qua công việc của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa ban tình yêu thương qua gia đình của chúng ta. Và để đáp lại, chúng ta yêu thương gia đình. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận và tôn trọng Chúa là cội nguồn. Quan trọng nhất, chúng ta tôn trọng Chúa là nguồn của sự sống chúng ta. Và như thế, chúng ta khước từ những lựa chọn nào xui chúng ta xa cách Ngài. Hy vọng là đến bây giờ bạn bắt đầu hiểu được sự thờ thần tượng còn hơn là việc chỉ cúi đầu trước các tượng thần rồi, đúng không? Hãy xin Chúa chỉ cho bạn nơi nào sự thần tượng đã ảnh hưởng trong thành phố hay cộng đồng của bạn. Sau đó, cầu thay cho những khu vực đó. Hãy cầu nguyện để Chúa soi chiếu ánh sáng lẽ thật của Ngài vào những nơi đó. Sai phái con cái Ngài đến đó để làm ánh sáng của Ngài và bày tỏ Ngài là Chúa của mọi người.